Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, từ những dòng xe chính hãng đến những dòng xe liên danh. Và Khanh cũng có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới cho anh em nào đang có xe cũ muốn đổi lên con xe tải mới để chạy cho nó an toàn hơn. Thì các anh em cứ alo trực tiếp cho Khanh nha. Thì với clip hôm nay Khanh sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em mình một con xe đến từ thương hiệu Hyundai. Con xe này cũng rất là được nhiều anh em quan tâm trong thời gian gần đây. Thì con xe mình sắp giới thiệu cho anh em là con Hyundai có số loại là 110XL. Thì con này rất là đặc biệt. Thì anh em có biết rồi, Hyundai thì đó giờ không có con nào mà thùng dài hết á. Chỉ có thùng dài tầm khoảng 5m, rồi 5m7. Đó, nhưng mà nhiều khách hàng lại còn cái thích, rất là thích Hyundai nhưng mà còn cái thùng dài trên 6m. Thì lúc trước thì nó có con 110XL, 120XL. Đó là của thằng Đô Thành lắp ráp. Nhưng mà sau một thời gian chạy thì là không sản xuất nữa. Thì bây giờ thằng Hyundai thành công đã nhập về cái thằng bây giờ cho ra mắt là 110XL. Đó, thì cái con xe này nó ra tải á, là tầm khoảng 6 tấn 7, 6 tấn 8, tùy thằng đóng thùng nha. Tầm khoảng 6 tấn 7, 6 tấn 8 gì đó. Nhưng mà cái kích thước thùng nó mang lại cho anh em á, được 6m3 luôn. Rất là dài. Đó, phục vụ cho anh em được nhiều cái mặt hàng thiết yếu trên 6m. Thì đó là một trong những cái mà rất là nhiều anh em đang chờ đợi. Thì hôm nay Khanh sẽ đến đây và Khanh có xe đây, Khanh sẵn đây, Khanh làm clip và báo giá luôn cho anh em mình cái con xe Hyundai 110XL luôn nha. Thôi, thì anh em cũng biết rồi, Hyundai thì Khanh nói rằng nó rất là một cái gì đó gọi là rất là tuyệt vời, đến từ anh em, từ một cái thương hiệu Hàn Quốc, chạy rất là sướng, động cơ và cũng như là khung gầm là rất là tuyệt vời, chạy rất là khỏe, rất là an tâm, động cơ ổn định đó, cabin chassis rồi cái dàn áo rất là cứng cáp đó. Thì Khanh, anh em chạy thời gian cũng biết rồi, chỉ trên thị trường nếu mà anh em có điều kiện mua là Hyundai hay là Isuzu, còn không thì lên Hino, là những dòng xe mà anh em có điều kiện thì lấy thì rất là tuyệt vời nha. Thì cái con xe này cũng như vậy, thì anh em nào cũng biết rồi, con Hyundai 110XL nó có một cái thiết kế bề ngoài đó, nó y chang như con HD99 nè, hoặc là mấy con HD72 hoặc là 65 gì đó, nó y chang, cũng là cái cabin đầu gù đó, nó gù gù cái mỏ như thế này à, cái cabin đó nhìn rất là quen thuộc với anh em mình. Đèn cũng là sử dụng cái đèn form halogen, tích hợp đèn mi xi nhan chung cùng cụm đèn ở đây đó, rất là sáng. Chúng ta sẽ có cái logo Hyundai ở đây. Và cái xe này là sản xuất 2021 nha anh em. Có thêm cái lưới tản nhiệt mặt cái lăng phía trước á, rất là to để do gió vào bên trong mát cái động cơ hơn. Phía dưới chúng ta cũng có cái đèn cản nè. Cản này cản bằng mũ nha, cản Hyundai bằng mũ, rất là chắc chắn, là bằng mũ cứng nè, rất là dày, cứng cáp. Rồi, qua phần bên hông thì đây là cái số loại hồi nãy giờ nhiều khi anh nói anh em không hiểu, là số loại New Mighty 110XL nha anh em. Đó, XL nha. Còn lúc trước là nó có SL hoặc là SB đó, mà cái loại đó thì thùng nó ngắn, thùng 5m7 hoặc là 5m2, 5m thôi. Hôm nay anh em nào còn thùng dài lấy con này. Thì Khanh sẵn đây Khanh báo giá luôn. Con 110XL này hiện tại đang có giá là xe thùng, nếu mà lên thùng bạc tiêu chuẩn mình Khanh đóng nha, là thùng kêu là gọi là thùng sắt đó, thùng nhà máy đó, thì giá hiện tại là 830 triệu đó. Anh em mua giấy tờ này nọ thì nó rơi vào tầm khoảng hai mấy ba chục triệu nữa, như hiện nay đang giảm thuế 50% trước bạ thì nó tầm khoảng hơn 20 triệu thôi. Tầm 20, nếu mà khách hàng gần Khanh ấy thì tầm khoảng 20. Nên là anh em nào mà muốn biết chính xác giá cứ gọi trực tiếp cho Khanh, Khanh sẽ tư vấn cho anh em mình nha. Đó là cái phần giá cả của xe này, 830 triệu nha. Anh em nào mua trả góp thì đưa trước cho bên Khanh tầm khoảng 25% giá trị xe. Đó, phần còn lại Khanh sẽ hỗ trợ vay ngân hàng cho anh em. Thì tầm đâu đó anh em con này anh em trả trước cho bên Khanh 25%, 170 triệu nha anh em, là có thể lấy được xe rồi. Có nhiều hơn càng tốt. Anh em có điều kiện trả nhiều hơn thì hàng tháng mình trả góp ngân hàng cho nó nhẹ, cho nó khỏe mình. Đó. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ qua cái phần chassis khung gầm động cơ. Thì anh em thấy cái con xe này chassis rất là dài nha. Thì Khanh nói lúc đầu á là con xe này nó đóng cái thùng nếu mà lên thùng bạc á là dài được là 6m3, bề ngang của nó là 2m050 và chiều cao của nó là 1m9. Đó là cái chiều dài, chiều cao tổng thể cái con xe Hyundai 110XL này. Đó anh em thấy rồi, khung gầm rất là dài này. Lớp, về phần lớp là anh em nhìn là lớp là 825 16, thì mình xài lớp của DRC, một cái cỡ lớp rất là to đó, và lớp trước lớp sau bằng nhau luôn nha. Nên là chúng ta chỉ có một cái lớp sơ cua ở đây thôi, đây lớp sơ cua nha. Câu xe này vẫn sử dụng phanh dầu nha anh em. Đó, Hyundai thì tất cả dòng xe tải của Hyundai là đều sử dụng phanh dầu đó. Đây là cái cầu rất là to của Hyundai 110XL, thì sử dụng phía sau sẽ phuộc giảm chấn
với lại nhíp 2 tầng. Anh em thấy nhíp 2 tầng, bộ nhíp của nó rất là dày nha, cho anh em chịu tải rất tốt. Mấy con này rất là tốt nè. Con xe này sử dụng động cơ Hyundai với dung tích máy là 3.9 nha anh em. 3.9, một động cơ rất là khỏe, trong phân khúc thì nó rất là khỏe, chạy cực kỳ êm luôn, rất là bốc. Đó, anh em mình tới đây gần đây để coi cái động cơ nó nha. Đây là cái hộp số của con xe Hyundai 7 tấn. Rồi, 6 tấn mấy 7 tấn nè, cũng rất là lớn nè. Có chữ Mighty nè anh em. Đó. Hyundai này có Hyundai rõ ràng, Hyundai Mighty. Đó. Nếu có điều kiện anh em lấy được mấy con xe này chạy thì khỏi phải lăn tăn về cái chất lượng của xe, không hư hỏng vặt. Nói chung là có điều kiện thì mình nên là lựa chọn những cái dòng xe nó chất lượng, hoặc như anh em nào ít tiền xíu thì lựa chọn những dòng xe liên danh mà nó có kêu là lựa chọn những dòng xe liên danh mà có chất lượng tốt, ví dụ như là Khanh nói như là thằng Đô Thành hoặc là thằng Zắc đó, hoặc là những cái thằng như Đông Phen rồi, mấy thằng có chất lượng tốt, giá cả nó hợp lý, anh em lấy những con đó thì cũng đỡ một phần đó, ít hư hỏng vặt. Nói chung anh em nào mua xe gì thì cứ gọi cho Khanh, Khanh sẽ tư vấn cho anh em mình nha. Vì anh em mình sẽ lên phần nội thất xe nha. Đây, anh em mời anh em lên nha. Nội thất xe thì anh em thấy rồi, con xe này nó vẫn sử dụng là ghế nỉ pha da. Nè, có nghĩa là da là nó cái viền nè, nó làm bằng da. Còn ghế cho bên trong Khanh ngồi á là nó làm bằng nỉ. Đây, nó chỉ chạy da là bên ngoài thôi. Đó, mà được da hết thì quá tuyệt vời, khỏi phải tốn tiền bọc lại. Nhưng mà ghế này nỉ này cũng rất là bền nha. Tới bây giờ cái con này nó, ghế này nó từ HD65 mà tới giờ nhiều khách hàng trên HD65 vẫn còn ngon nè, vẫn còn y nguyên à, sạch sẽ, rất là bền. Đó, cả 10 cả chục năm rồi nhưng mà rất là bền nha. Đó. Con xe này sử dụng hộp số là 5 tiếng một lùi nha anh em. Đây là cần số của xe là 5 tiếng một lùi. Xe thì cũng trang bị máy lạnh radio để em đầy đủ hết. Nhìn cái phần phía trước tốc lô đây thì anh em thấy rồi, nó có một cảm giác rất là quen thuộc với chúng ta, y chang như HD, nói chung là nó y chang như HD65, HD72 lúc trước thôi, không khác gì cả. Đó, nó chỉ mới hơn thôi. Đó là cái phần mà Khanh giới thiệu cho anh em mình về cái con HD, con Hyundai 110XL với tải trọng là 6.7, 6.8, có kích thước thùng dài là 6.3. Anh em nào đang có nhu cầu lấy con xe Hyundai 110XL này thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh, số điện thoại phía dưới màn hình đó, hoặc là anh em nào muốn tham khảo một dòng xe tải gì thì cứ để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận, hoặc là số điện thoại Khanh sẽ gọi tư vấn cho từng anh em mình nha. Thì anh em nào đang xem video mà chưa nhấn đăng ký kênh của Khanh á thì anh em cứ nhấn đăng ký kênh của Khanh để đón nhiều clip hay về xe tải mà Khanh sẽ giới thiệu cho anh em mình. Rồi anh em nào đang xem thì nhớ chia sẻ video giùm Khanh nha. Cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.